Dự báo thời tiết đêm mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.